Em bà Cam lên nào.
Cô ơi, con mới vào cô ơi. Lớp đề ra làm đi Huy. Dạ vâng ạ.
Cô ơi cho đi vệ sinh đi không cô ơi?
Cô ơi con nộp bài. Con nộp bài à? Cô ơi, con vào muộn 50 phút con có được bò nữa được không cô? Được được không cô?
Ủa? Đoạn chụp kiểu đó sao cô chấm đoạn? Đoạn chụp mà tối quá sao cô chấm? Chụp cho xác hình chứ. Thế à, ảnh nào có phải chụp lại hả cô? Trời ơi, con chụp kiểu này mắt cô chấm thành 8 mắt luôn. Chụp xác vào, chụp. Chụp gì sao cô chấm? Chị chụp đáp án rồi đúng không cô? Hả? Thì phải chụp để cho cô nhìn đáp án thì cô chấm bài chứ, chụp sao cô không thấy đáp án sao cô chấm được. Thầy cho dịch viên hình chứ bà. Chụp mà chụp chấm chụp mà đi thi chụp thì xác thì cô mới nhìn thấy chứ, chụp nó nghiêng nghiêng sao cô thấy. Cô gửi cái bài cái phần mẫu bạn cùng chụp nè. Chụp em. Cô ơi, Hả? 8:25 con gửi cô đúng không cô? Sao? 8:25 con gửi cô đúng không ạ? Đúng rồi, Không chụp nói. sáng như vậy cô mới chấm được, cái chụp mình nó nghiêng quá cô không có chấm được. Cô kéo hình rồi mà cô nhìn hồng ra rồi. Thế này được nhưng mà nó bị mờ đoạn. Con chụp như vậy là sát rồi đó, nhưng mà kiểu canh cái góc kiểu là nhấn vào màn hình rồi mới chụp nha, nó bị mờ ấy. Công viên thì có đối diện Tức là các bạn chấm bài nhưng về cô phải chấm lại một lần nữa cho chắc. Được không? Cái hình sao rõ đoàn, hình sao rõ nè. Rồi đó. Cái hình cuối cùng mới rõ nha, còn mấy hình trước là không nha. lấy máy của bà cho cô đang hỏi chuyện gì mà đang
còn thiếu một trang á đoàn, trang cuối à. Trời ơi. Chụp trang cuối lại đi đồng, chụp cho nó chỉnh cái góc mà nó lệch ít thôi, nên nó lệch nhiều quá rồi. Nó bị nghiêng hình coi nhìn không ra. Cái hình này rõ nè, hình này rõ nè. Cô ơi cho con đi chụp bài ạ. À.
Cha xong chưa là bài cho con. Ơ cô tí cô có chưa vào không? Có chứ, không chữ rồi định đi gặp lại được phải làm sao. Rồi cô sửa bài nha. Thôi, tiên bảo nè, number one thì number two. Number one là I am attending. Right, now attending ha. Number two nè. Number two là for day for 10 years. Hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sẽ là for. Sorry, for 10 years, không phải ở lâu ha. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn nè. Nhật Nam, câu 3, 4 nè. Con cô ba chọn A. Cô ba có chọn A. Có A đúng rồi. Number 4. Còn cô bốn con chọn C. C rồi. Đang diễn ra, đang chạy thì bị té. Minh Phúc nào. Con đưa cô câu số 5 có chọn A. Bây giờ mình phân tích cái câu này nhé. Lúc lúc mà bố tôi mất á, là nó thành nằm ở đâu? Nằm ở trong đi nhờ. Thì đấy thì liên quan cái thì gì đây? Đi quá khứ à? À thì quá khứ, vậy thì cô phải loại câu A cô bỏ nhé. Cô loại câu A nhé. Là câu A rồi. Quy thì chỗ đây cô loại luôn. Rồi, câu B với câu D câu nào đúng? D à? Câu D nhé, câu D. À, chúng tôi vẫn đang sống ở đó thì bố tôi mất. Hoặc là lúc bố tôi mất thì chúng tôi vẫn sống ở đó. Còn câu B nó sai là do từ still nó là trạng từ, nó phải đứng trước động từ chứ nó không thể đứng sau động từ được. Rồi, câu 6 là phút nào. Con đưa cô câu 6 là B à? Câu B đúng rồi. À, lúc bố về thì chờ họ đang chơi. Minh Trang, 7 and Ờ, con cô 7 con gọi là A, cô 8 là A. cái đề của cô nó bị nhảy chữ này. Đề để cô chỉnh cái này.
câu 7. Câu 7. Rồi, tới Giáng sinh là giờ này chưa tới, tức là tương lai. Chỗ này 6 tháng là tương lai hoàn thành. Nên mình cần will, không có will thì có thể thay bằng so ha. So bằng với will. Câu 7A. Câu số 8 là... Câu 8 là gì vậy trai? Tám là A. À, câu 8 là to be là I am nha. Mình không có dạng mà I am being nhé. Chỉ có hình thức là câu bị động của thi tiếp diễn thì mới dùng là be verb in của bài đi. Còn là tôi đang ở đâu thì dùng to be là được. Thủ đoàn nào? Câu 9 I have been to New York 3 times this year. Câu 10 I will come and see you before I leave for America. 9A, 10A. Số lần là hiện đại hoàn thành. Rồi, ở đây will, mệnh đề chỉ tương lai thì sẽ đi với mệnh đề chỉ thời gian. Và mệnh đề mà có will thì sẽ đi với hiện tại đâu. Thảo Nhi nào. Thảo Nhi. Câu 11 con chọn B ạ. Câu 11D ạ. B ạ. À? À, B. Đúng rồi, câu tường thuật rồi thì ha. Cô ấy hỏi là cái gì đã diễn ra. Thì cái lúc cô hỏi thì cái việc diễn ra nó sẽ ra trước rồi. Câu 12 nè. Câu 12 con cô ấy còn được chưa là À, 12 chưa nè. Lúc mà tôi nhìn thấy anh ta chỗ này là quá khứ đơn nè. Thì hành động kia đang diễn ra. Cô loại nhé, cô loại câu A. C. Rồi đáp án là câu C nhé. Rồi. Tông nào. Câu 13 là B. Trang đợi cô tí nhé. Câu 13 là B. Rồi, đuổi thì. Câu 14 nào. À. Câu 14A. Rồi. Nãy Trang hỏi câu từ still đúng không Trang? Từ still này đúng Vâng. không? Ok, à, thứ nhất là cái câu mà when bố tôi die á, là này là quá khứ thì nó không đi với hiện đại thành, nó chỉ đi với hiện đại thành ở hình thức là hiện tại hoàn thành đi với sin. Ủa, bị nhảy gì trời? Đây, nó phải đi với sin rồi nó mới đi với quá khứ đơn. Còn nếu như từ when ở đây á, nó là mệnh đề ở thì quá khứ nhé. Cho nên cô sẽ không dùng hiện đại thành ở đây. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, từ still nó là trạng từ. Still nó là trạng từ thì nó phải đứng trước động từ. Cho nên cô loại câu B. À, tại sao từ still nó phải là dùng hiện đại thành? Ví dụ, à, mình có cái câu là Tomorrow I still love you. Ok. I still love you tomorrow. Ngày mai tôi vẫn love you đúng không? Thì cái từ still nó không quyết định thì nhé. Từ still nó không quyết định thì. À, ví dụ cái câu B nè. Cái câu B nhé. Nếu đề đúng thì câu B sẽ là We still live there. Thì câu này nó mới đúng. Được chưa? Nhưng đề thi thì sẽ không thể nào cho hai đáp án đúng được, cho nên đáp án cho em nó bị sai rồi nè. Vậy thì chỉ còn câu này đúng thôi. Thì câu này nó mang hai ý nghĩa nha. Ví dụ mình nói là we still live there, à, từ when lúc bố tôi mất thì chúng tôi sống ở đó. Còn là ở đây dùng quá khứ tiếp diễn cũng đúng luôn, có nghĩa là cái hành động trong quá khứ chúng tôi đang sống thì bố tôi mất. Bởi vì từ when nó có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là lúc mà, nghĩa thứ hai là thì đang diễn ra thì cái gì đó. Được chưa? À, nếu như trong câu này mà đề cho là still live thì ở đây bắt buộc phải ngồi đi phân tích ngữ nghĩa nữa, thì lúc này nó phải cho thêm mình một cái giải thích ở phần đằng này để mình biết được nó đang dùng cái ý gì ha. Chứ từ still nó không thể hiện, từ still nó không thể hiện thì hiện tại thành, ví dụ I still love you nè. Đó, câu này nó vẫn dùng được thì ở hiện tại hoặc là tương lai. Và Trà My nè. 15 là D. 15D.
đúng rồi, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn tiếp diễn dấu hiệu giống nhau, nó chỉ mang hình thức khác ở chỗ là nó nhấn mạnh cái gì thôi. Câu 16 nè, 16C. C này. Câu 17 nè, Quốc Huy. Con lưu cô 17 là A của ạ. Câu 18 nè, Quốc Huy. Cô con bật nhỏ tiếng mấy tiếng. Con cô 18 là D ạ. Con nghĩ là D. Con nghĩ là đẹp. Rồi mình có từ xin là gì đây? Tưởng nó là ấy nhỉ. À, xin là từ cách đây nửa tiếng rồi mình, khi mình có từ ago thôi thì mình dùng quá khứ, nhưng mà nó có từ xin thì chỗ này sẽ là mất thời gian nhé, từ cách đây nửa tiếng, vậy thì chỗ đây sẽ là hiện tại hoàn thành. Tôi xem nhé. Rồi Nam nào, câu 19 20 nào. Con là chỉ là xe À, xin, xin là thì gì đây? à, xin mà hiện tại có thể Đúng rồi, đừng có để bị bảy đề ha. Rồi câu B nhé, tức là nó cho mình từ last hoặc là ago hoặc là yesterday, nhưng mà phải xem nó có cho mình từ since hay không. Câu 20 nào. À, lần cuối cùng tôi gặp anh ta, chỗ này là quá khứ nè, vậy thì cô phải loại cái gì ra đây? Cái lúc mà tôi gặp anh ta, chỗ này là so là quá khứ, thì cái hiện tại cô bỏ đi hết nhé, bỏ hiện tại nè, bỏ luôn. Còn hai câu, bỏ câu nào? Nam, Nam nghe cô gọi không? Còn hai câu đó, chọn câu nào đây? Rồi bị băng rồi, rồi bỏ câu này luôn nhé, bởi vì ở đây là quá khứ thời gian nè, khi cái gì đó. Rồi cô chọn câu C, lần cuối cùng tôi gặp anh ta là lúc đó anh ta đang sống ở lên đỉnh. Bài số 2, bảo nè. bài thứ hai. Ừ. Một câu một là sâu ra được. À, sau đó mệnh đề đi với sau đó, à, họ rời khỏi nhà, anh ta rời khỏi nhà sớm để mà. Câu 2 nè, Câu hai là in order to. in order to what? Ok, Trang. Cậu ăn thư cô ba là D ạ. Ba là D. So at not to là đúng nè, in order not to đúng luôn, in order that thì có mệnh đề rồi, đáp án là câu D. Câu số 4 nào, Là C ạ. C. In order for me, in order for me to, rồi câu C nhé. Đoàn nào, Câu 5 con chọn B. B. Còn câu 6 con chọn B. Sau Sau đó Jessica nè. rồi, sau đó sẽ chào mi nào. Câu 7 C. Cô xe ạ? À? Cô nghe không rõ, cô xe ạ? À? Rồi, tôi tra từ điển để không sử dụng sai. Rồi, để không dùng sai. Câu số 8 nào. À, Thảo nghe nè. Câu 9 con tròn nào? À, À, ở đâu câu so, 9 con thật đây ạ? to what? So at not to what? Câu 10 nè. Câu 10 con chọn C. C. In order that đi với mình đề. Ok. Bài số 3 nè, Quốc Huy. 1 and 2. Con đưa cô để số 3 là
Con mùa là con nghĩ là đây ạ. À, nó có đáp nè. Rồi sao đáp? Tiếp nào. Con hai con cũng nghĩ là bê của ạ. Bê 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 của. So lazy À, đáp. so lazy that. Đáp. Nam nào. Nó bị mất tiếng hả? Phúc nào. Con đâu cô ba có chọn B à? À, too young to drive. Có bốn nào. Cô 4 có chọn A. Danh từ vọng A. Đoàn nào. Ở đâu cô câu 5 là easy enough food and drink ạ. Đúng rồi, inox đi với danh từ. Câu 6 nào. Câu 6 là he was so tired that he could not continue to work ạ. Ok, right. Tiên bảo nè. Ui, cho lại câu 4 bài 2 rồi. Nói đi Theo ba. con nó phải là A chứ cô? Sao lại C hả cô? Tại vì cái hành động đi thăm là tôi thăm chứ không phải cậu ấy thăm, cho nên lúc này phải chen cái người đi thăm vào. Hiểu không? Cái từ visit him mà là, nếu mà con ghi câu này có nghĩa là cậu ta tự đi thăm cậu ta. Còn này là tôi thăm, tức là có hành động A và B, hành động cho địa chỉ là anh ta nhưng mà hành động đi thăm là tôi, cho nên phải là for me vào. Được chưa Đoàn? À vâng. Bạn tiếp theo này cô gọi ai nha? Nãy cô gọi ai nha? Chưa gọi hả? Bảo nào. Câu 7C à? So that, so bad. Câu 8. Câu 8 là enough. Code đi với tính từ. Tính từ đi với enough. Rồi, tông nào. Có chỉ là B B Câu 9 là B, good enough. Rồi, câu 10. C Ok, good enough for me. You can send me a letter. Ok, tức là bạn có thể gửi thư cho tôi nhưng mà gọi điện cũng được. Ngoài bài cuối nha. Trang nè. Con nghĩ là if by not being an intelligent student, he can learn very fast. Ok. Not being an intelligent student. Rồi, nhưng mà ở đây có nam, mình thay từ nam nhé. Nếu mà ở trước là he thì mình dùng he, qua đây có tên nam mà mình lần trước mình chưa nhắc tới nam thì từ he ở đây mình thay bằng từ nam nhé. Thôi, Rồi. nếu thiếu từ student với cả viết từ nam thành he thì bị trừ không cô? Là con viết thì sao? Con không có từ Con viết, student hả? vâng ạ. Nhưng mà nếu con không có từ student thì con phải bỏ luôn từ in nó mới đúng. Bởi vì từ in nó phải đi với danh từ. Ví dụ, Con bỏ rồi. con bỏ in không? Có, mày qua con quên viết luôn cả từ ẩn. Not being an, sorry, not being intelligent thì đúng nhá. Theo ngữ pháp thì nó đúng ha. Được chưa? Còn cái chỗ này bạn nào không dùng nam thì cô vẫn chấm đúng. Nhưng mà có một số giáo viên, có người sẽ cho đúng, có người sẽ bảo là tới đây có tên thì bắt buộc phải ghi. Cái này sẽ là tùy ha. Lên trường mà ghi hi thì có người cho đúng, có người bắt buộc phải ghi nam. Ở đây thì cô chấm đúng, nhưng mà lên trường con ghi chữ hi, cô không ghi chữ nam thì cô sẽ chấm sai nhé. Hên quá, ghi chữ Ở trên intelligent. trường con nếu cô, nếu mà không có tên nam thì vì chưa có 0,25 thôi cô ạ. À, cái câu Câu này đó cũng mà không 0,5 thì sẽ bị trừ 0,25 cô ạ. còn câu này 0,2 thì sao? Thì không trừ cô ạ. Người ta sẽ châm trước cô ạ. À, người ta chăm trước cho mình hả? Vâng.
Nhưng mà đi thi tuyển sinh là có 0.2 một một câu thôi đó. À, thật ra là nó không có sai, nhưng mà nếu mà lượt chữ nam đi thì nó bị thiếu thông tin là nam. Rồi câu 2 nào Trang nào. Câu 2 là because of her richness, why could buy that house? Ok, cách 1 là her richness. Rồi đằng đằng sau là hoa nhé. Hoa put by das hào. Rồi cách 2 thì cô dùng put in nha. Tại vì hoa và she là giống nhau. Chỗ này dùng be enriched là được hết. Nhưng mà vẫn là phải hoa. Rồi. Cô ơi, thế từ hoa rich nét xong rồi đằng sau dùng chữ she có được không ạ? Thì nó giống như câu 2, nó giống câu 1 đó. Ở đây thì cô vẫn chấm, nhưng mà trên trường thì tùy giáo viên, có người họ sẽ không chịu. Và mình nhớ nha, ví dụ ở đây là she, đằng sau là she, con dùng she là không hề sai. Nhưng mà nếu mà ở đây là hoa là mình đã lược từ hoa đi rồi, thì đằng sau mình phải Không, chọn từ ý con hoa. là con hoa đằng trước. Hoa rich nét kìa. Hoa richness hả? Rồi. À là ghi kiểu này, hoa vẽ chứ hả? Đúng rồi. À thôi rồi, nếu mà ghi hoa vẽ rồi thì đằng sau ghi si vẫn đúng nhé. Được chưa nào? Rồi. Ok. Câu số 3 nè. Phúc nè. Con cô là because of the heavy rain, I couldn't go to school. Rồi. Rồi vế sau không làm gì cô chấm lại nhé. Câu số 4 nè. Luôn. Con nuôi cô câu số 4 là because of the six net his father to go stay at home. Ai bệnh đây? Cái vế này là cô phải viết lại là mình không bàn cãi nhá, nhưng mà cái chủ ngữ đầu tiên là his father đúng không? Đúng không? Cái chủ ngữ thứ hai là cậu ta, vì cậu ta với bố cậu ta là hai người khác nhau. Cho nên mình không được dùng working là đúng, mà sickness thì đúng, nhưng mà phải nói bệnh của ai. Cho lúc này bị thiếu là his sickness nhá. Nếu 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 chỗ này mà ghi là the sickness là người ta hiểu nhầm là bố cậu ta bị bệnh. À. Được chưa? À, cô có một cái cách sửa. Đây là ngữ pháp của dạng B2 nhá. Ngữ pháp nâng cao của dạng B2. Tức là đi thi chọn hoài không thấy đáp án thì nó ra thêm một cái nữa. Ở đây mình sẽ làm như sau nhé. À, cô sẽ bỏ chữ tức là cô sẽ dùng hình thức verb in. Cô dùng be in nè. Cô dùng be in nè. Sau đó cô dùng từ seek. Nhưng be in nó chỉ dùng cho chủ ngữ hai người giống nhau, hai đối tượng, chủ ngữ một và chủ ngữ hai giống nhau. Mà khi chủ ngữ hai là người á, nhớ nè, khi chủ ngữ hai là người mà khác chủ ngữ một thì con bỏ chủ ngữ hai đi, con thay chủ ngữ hai thành tân ngữ là him. Câu này mới đúng. Câu này thì lại được. Câu này được nha, đây là ngữ pháp của hình thức B2. Ngữ pháp B2, ví dụ bạn nào đi thi cái đề mà lỡ nó khó một cái mà mình chọn đáp án ABCD mà không thấy sickness mà thấy dạng này thì câu này là đúng nhé. À. Nhưng mà con tưởng là phải thêm y vào sau bi trước bi hình chứ cô. Không không, tức là câu này người ta đang dùng cái từ he này, người ta chuyển về dạng tân ngữ rồi, còn cái being sick này nó đơn giản như là một cái mệnh đề quan hệ lược gọn á, và nó chỉ cho từ him. Cô lấy ví dụ một câu nữa nè. À, Làm nhanh quá. có chỗ nào động từ không nhỉ? Đi đi đi, có cái câu Cái nào động câu 9 cũng thế cô ơi. Chu với school là gần nhau cô ơi. Nó sát lại. lát nữa cô sẽ nói cho mình thêm cái ngữ pháp chỗ đây nhé. Hồi trước cô có nói một lần rồi, nhưng mà các bạn nhìn hình dung không ra ấy. Tức là cái chỗ đây mình sẽ chuyển thành tân ngữ. Khi mình chuyển thành tân ngữ thì mệnh đề đằng sau mình được quyền dùng verb in. Nếu mà đi thi bí quá, không biết cái từ sick này nó danh từ là gì đó, thì mình được quyền dùng ở hình thức là nhớ cái chủ ngữ này phải là chủ ngữ chỉ người nha, chủ ngữ chỉ người mới được nha. Rồi câu số 5 nào, bảo nào.
Because of the accident, I was like. Ok, dùng anh cũng được, dùng vào cũng được á. Accident. Rồi, I was late. Câu 6 nè. Bảo nè. Không có ẩn cũng được tính điểm đúng không Không có in mà có đờ. Tại vì accident là danh từ đếm được, nó không đứng một mình. Khi nó đã là đếm được thì bắt buộc phải đi với mọi từ. Hoặc nó có? sẽ đứng ở hình Có thức số nhiều. nghĩa là đi về ẩn hoặc giờ đúng không? Đứng không có. Ừ. Yeah, thì con Còn đúng đứng rồi. một mình là sai nhá. Nó đứng một mình là sai. Tại vì nó là danh từ đếm được thì nó phải đi. Một, nó đi với mọi từ in. Hai, nó đi với số nhiều. Còn nó đứng một mình lẻ loi thì nó không chịu. Bảo câu 6 nè. Câu sáu là because of the bad grades, he failed the university entrance exam. Ok, the bad grades cũng được, nhưng mà chính xác hơn sẽ dùng the her nhé, tại vì nó cho từ her nè. À, nó cho từ her thì mình dùng lại từ her, her bad grades. Rồi sau đó là viết cái này lại. Sắp xong luôn rồi. Sao á? Tắt pin hả? Câu 7 nè. Để pin Vào. vào. Để pin vào. Nam nè. Sao Nam có thấy hình nào đâu thấy Nam nhỉ? Chưa bao giờ thấy mặt Nam luôn. Câu 7 thôi Nam. Là không. Hả? Câu 7 Ừ. không? Ít vì phát giác xong rồi con làm thế xong con đi từ khi đi đến hết rồi. À, tức là bỏ chỗ đây, sau đó từ này làm sao? Từ này chuyển về vớt gì á? Vớt in. Phải là vớt in nhá. Còn có một cái nữa, ví dụ tại vì đằng sau nó hơn chỗ là nó cho mình danh từ rồi á. Ha? Chỗ, do trường hợp này nó ngẫu nhiên thôi. Ở đằng sau một là mình viết lại kiểu đây. Được chưa? Rồi cách thứ hai là mình không dùng hạt pin cũng được. Lý do là do trường hợp ngẫu nhiên đằng sau nó là cái vế danh từ này. À, bạn nào dùng lại danh từ chỗ đây cô vẫn nhắm đúng nhé. Do anh ngẫu nhiên thôi nha. Do ngẫu nhiên cái khúc này thôi mà từ physical handicap là bị khuyết tật. Khuyết tật nhé, physical handicap, bị khuyết tật. Dùng hít có được không cô? Hít Hít hả? vai. Được không? Được chứ? Yeah. Được nhé. Rồi, câu số 8 nè. Con tác của Nam luôn á. Tôi tám tôi có chưa làm được. À, mình tách cái này ra nhé. Ở đây là the với danh từ. Cô tách the với danh từ ra là the price. Từ trip cô bỏ ra ngoài thì chỗ này là tính từ á. Tính từ thì phải dùng to be. Từ insist ở đây nó là thì hiện tại, cho nên cô sẽ dùng to be là gì? Là is. Là is. Nhớ nhá. Mình tách. Mình tách cái này ra thì mình lấy tính từ mình đưa ra. Rồi, mình đây đằng sau viết lại ha. Rồi. Cô ơi, nếu mà con Ừ. viết là because the TV has the cheap price có được không ạ? Được chứ. Được nhé. À, thực ra tiếng Anh chia đúng ngữ nghĩa và đúng ngữ pháp thì là được rồi đó. Rồi, because the TV has, mà phải chia từ has nha, hiện tại nhé. Rồi. Nhiều nha. Rồi. Chà mi nè. Oh, this bike the heavy rain Đúng is rồi. going to The heavy chạy từ chuyển thành tính, raining chuyển thành danh từ của nó là rain. Rồi we still viết lại. Câu số 10. Mi nè. because of studying hard and passing the exam. Ừ.
Con viết thành the price Egypt được mà. Cô ghi ở trên là có hai cách nè. Có hai cách á. Nãy cô sửa cái đây nè. Được nhá. Và các bạn đếm câu đúng ghi vào hộp chat cho con nè. Gửi Ôi, riêng cho câu 9 con ghi là despite being rained heavily à? không được, bởi vì chủ ngữ ít, bởi vì chủ ngữ ít là và chủ ngữ tôi không giống nhau à. Rồi từ cái câu số 10, từ cái câu số 10 mình suy ra một cái ngữ pháp nè. À, sau này con sẽ sắp tới là mình sẽ học thêm một cái gọi là mệnh đề quan hệ, thì nó có liên quan tới chỗ này nhé, tức là cái động từ ở đây nó làm có tin nè. Vậy thì chủ ngữ của nó là ở đâu? Chủ ngữ của nó sẽ là đứng ở đằng sau, chủ ngữ đã được lực ở nha. Còn nếu mà con dùng being heavy rain heavily á, cái chủ ngữ đằng sau là we là sai, we không thể nào, chúng tôi không thể đồng mưa được, mà là trời nó mưa nhá. Cái câu mà đây ở hình thức verb in mà nó lược gọn kiểu này thì cái anh động từ thêm in nè, chủ ngữ của ảnh chính là đằng sau, đã được lược gọn ở đằng sau. Và sau này mình sẽ dùng cái hình thức này để mình xác định câu đó là câu chủ động hay là câu bị động dựa vào chủ ngữ ở đằng sau. Và sắp tới mình học lại cái mệnh đề quan hệ rút gọn, lúc đó mình sẽ quay lại ha. Thì trước thì mình chỉ làm rút gọn ở hình thức tự luận thôi, còn nó còn hình thức trắc nghiệm thì bắt buộc mình phải ngồi suy luận ra. Rồi các bạn ghi điểm vào hộp chat, cô ghi lại nè, rồi cô chấm lại. Chấm xong thấy hồi trước cô chấm thì nó sẽ như thế này, có bạn lên điểm, có bạn rớt điểm, tức là bạn chấm bị sót á, có bạn làm đúng nhưng mà chấm mình sai, có bạn thì làm sai rồi chấm mình đúng. Một câu 0.5, một câu 0.2 nha, một câu 0.2 đề 50 câu. Để 40 câu đi chứ. Cô 50 40 mà cô, sao 40 được, cô đánh lộn hả? 40 mà 50 mà một bài Trời ơi, 20 câu mà. một bài 20 câu, ba bài kia nữa là bốn bài, còn một bài 20 câu. 50 câu nên không phải 2. Ừ. Thế có phải 9,4 chứ. Thì tự mình làm chứ ai nói gì đâu, đúng không? Huy đâu rồi? Huy đi đâu rồi? My nè, My xong chưa? Có xong cái điều My đếm bao nhiêu câu? Huy đếm bao nhiêu câu? Chắc là đếm không được rồi đó. còn chắc chưa đến bờ của Rồi, My nào? Con 44 ạ. À, Nhật Nam. con chưa đến. Ờ, chưa đếm. Cô ơi, sao lại cho con cái đáp án đường cô ơi, con lùi trời hết cô ơi. Về nhà xem thì kho lại, lát cô gửi lại cái file này. Vâng. À, các bạn lấy cô cho nghỉ 5 phút xong vào lại sửa bài tiếp nhé. Nghỉ 5 phút xong vào lại sửa bài tiếp. Ôi giời, tuyệt vời cô ơi, tuyệt vời quá. Không, cô gửi lại cho Huy cái này Cô con chấm tự chấm luôn à cô? nè. Hả? Cô tia cô kiểm tra lại một Kiếm gì? kiểm tra lại cái phần mà con tự tự tích đúng rồi cô Nhưng mà phải tự sửa bài vào cho mình chứ. à. Dạ vâng.
Ba rồi. Yeah, 9 giờ 9 giờ 9 5 giờ 15 à, 9 giờ 5 9 giờ 15 mày có không? Rồi, mình đọc sách ra sở đề nhé. Mười năm trên 68 này. Con bị hư cam đúng không cô? Không có hư. Không có hư nha. Mở lộn bên rồi. À, đọc sách ra sửa bài nha.
Mỗi bài làm 2 câu nè, bảo nè. Bảo là sách chưa? Đây Ok. có một là D phương pháp ạ. Ừ. Năm bạch trâu nè. Câu hai là chu ạ. Ok, chưa bác. Nhật Nam câu 3 nè. Trang 5, trang 68 với Nam. Câu 8, câu 3 có chọn xe. Có 3 chọn C hả? Vâng. Quý Cái từ ways là động từ diễn viên thì mình phải có từ to. Động từ diễn viên thì phải có to, vậy thì sẽ chọn lại là câu. À, hôm trước Nam nghỉ thứ tư Nam xem record chưa? không nhỉ? To verb nha, not to verb. Chứ anh này anh có to verb thì chọn câu D nào, in order not to verb. The ways là động từ nhé. Câu 4 nào Nam nè. Câu này phải dịch nghĩa rồi. Từ am là thì hiện tại, cho nên dùng hiện tại cho cô là will. Will nhé. Will và want trong câu này là tôi đốt lửa lên để ngôi nhà được ấm áp. Để ngôi nhà được ấm áp thì chỗ này nó là hiện tại thì nó sẽ đi với cái cột từ am nó ở cột 1 thì từ will sẽ đi với cột 1. Cha mi câu 5 6 nè. Con năm B. 5B đúng rồi. So as to. Câu 6 nè. C. C in order to. Quốc Huy nào. Con nói cô 7 là she wait for herself to know the pull of the To verb đúng không? earth. Có 8 nè. Câu 8 là he hurried so that he doesn't meet the train. À đâu, Hurry. con nhầm cô ơi. Wooden gọi, con nghĩ là wooden. Hurry là cột 2 mà sao? Wooden. Rồi đoàn giơ tay hỏi gì cô nào? Hả Giờ đoàn? phải có tay để làm bài cô. Rồi làm bài đi câu chính nào. Tôi nhìn he does morning exercise regularly in order to improve his health. Mary took her brother to school for him to learn English. Đúng rồi, chưa vá. Ông mày một con để bạn khác. Trang nào. Con là cô mày một con chọn là A. Đúng rồi, sao đáp đi với mệnh đề ha. Câu 12 nè. Là C. In order đi với đáp. In order đáp, bởi vì đằng sau là một mệnh đề. Thảo Nhi câu 13, 14 nè. Câu 13 con chọn C ạ. Bởi vì đúng không? À không, B. B chứ, chúng tôi khởi hành nhé. Có từ set stop là khởi hành. Set stop bằng với start a journey là khởi hành. Chúng tôi khởi hành sớm để chúng tôi không bị kẹt xe. Rồi, dùng sau đáp nha. Câu 14 nào. Câu 14 là A. You know that chưa bác? Có 15 tùng nè. Tùng có 15 nè. Cô là đi ạ. Ừ.
nhất là đằng sau mình có động từ ha, vậy phải là so as to, nhưng mà cô bé nó sai rồi cho nên mình sẽ dùng so that đi với mệnh đề ha. So that she can, câu 16 nè. Chị ạ. C, chưa quá. Minh Phúc 17, 18 nè. Con nơi cô 17 lạ. À. À, đúng rồi. 18 lạ. À. Rồi, 17A, 18A. 17 là cậu ta học chăm chỉ để không rớt nè. So smart too. Câu 18, tôi nói chậm, người nước ngoài có thể hiểu tôi. Tôi nói chậm để mà họ có thể hiểu tôi. Câu A ha. Câu 19. Phiên bản nè. Câu 19 là B ạ. B. Dịch cho cô câu đó nè. À, anh ấy phải giải thích cái tiết học này rất kỹ để sinh của anh ta có thể hiểu được à. Đúng rồi, câu 20. Câu 20 là D ạ. Rồi, câu đề. Ba câu đều đúng ha. Câu A là so đáp đi với mệnh đề. Câu B là in order đáp đi với mệnh đề. Và câu C là so agnostic bác quan. Câu D. Rồi mình qua chuyên đề số 6 nhé. Thì cho cô chuyên đề 6. Có 19-20 đáp án gì ấy cô? Greatest of all time mà hỏi lại cô nè. Cô B với cô D mất tập trung À. nha. Ừ. Về đây. Chuyên đề 6 là so sánh. Này con ơi bắt thái không bảo nào. Cái này nói chuyện bắt thái không bảo bắt thái. Rồi. Và trước khi bước vào so sánh thì mình sẽ định nghĩa tính từ là gì á, tính từ ngắn là gì ha. À, tính từ ngắn. Tính từ ngắn thì nó sẽ có, thứ nhất nó có một âm tiết nhá. Ví dụ như là từ quick Đây nó có một âm tiết thôi. Thứ hai, khi nó có hai âm tiết mà nó không? phải kết thúc nhá, kết thúc hai âm tiết này kết thúc bằng chữ y Không? nè, và kết thúc bằng chữ y. Cô lấy ví dụ là happy kết thúc bằng chữ, kết thúc bằng chữ LE. Có Ví dụ như là từ simple nhiều con kết thúc bằng chữ O, không W. Ví dụ là từ narrow. Và cuối cùng là nó kết thúc bằng từ, không, nó có hai trường hợp, còn hai trường hợp nữa. Ví dụ như là từ clever. Clever. Từ này nó thuộc trường hợp đặc biệt ở bên đây nhé. Tức là nó có hai âm tiết nhưng mà nó thuộc vào nhóm này thì nó sẽ là. Rồi, cô có từ ET. Ví dụ như là từ quiet. Thì những từ này sẽ được tính là ngắn. À, ngắn là một âm tiết là chắc chắn là ngắn rồi. Nhưng mà hai âm tiết thì nó rơi vào nhóm này. Được chưa nào? Vậy thì tính từ dài. Tính từ dài nó có hai âm tiết trở lên và hai âm tiết nó không thuộc vào nhóm kia nhé. Cô có lấy ví dụ là từ modern không thuộc vào cái nhóm bên kia rồi, và ba âm tiết trở lên. Ví dụ như từ comfortable rồi. Bây giờ mình qua trạng từ ngắn. Trạng từ ngắn thì chỉ có trạng từ là bắt buộc phải có một âm tiết. Ví dụ từ fast. Rồi,
nó có hai, tất cả các trạng từ có hai âm tiết đều là trạng từ dài, duy nhất một trường hợp đặc biệt nhé, duy nhất một trường hợp đặc biệt thôi, đó là từ oddly. Từ oddly nó là trạng từ ngắn, chỉ có mỗi mình trong tất cả những trạng từ có ly chỉ có từ oddly là ngắn thôi, còn những trạng từ khác có ly là trạng từ dài. Trạng từ dài là tất cả, tất cả ADD nó có đuôi là ly thì nó đều là dài hết, ngoại trừ anh này nhé, ngoại trừ anh này là ngắn nhé, anh này đặc biệt rồi, tất cả anh còn lại đều là dài nha. Cô lấy ví dụ như là quickly, quickly nhé. Một số bạn dễ bị nhầm lẫn nè, ghi chú nè, từ này nó là ly nhưng nó không phải là trạng từ, từ lovely nó là tính từ nhé. Cô hôm bữa cô nói từ ly là dài, không phải, từ ly nó là tính từ thì nó không phải là trạng từ nhé. Và mình có từ friendly, nó cũng là tính từ luôn, nó không phải trạng từ. Xong chưa nhỉ? Rồi, đi cho cô công thức so sánh Chưa thêm. cô ơi. Rồi, công thức so sánh hơn trước mình học qua một lần rồi. Chủ từ cộng với be. Cái chỗ này cô ghi bằng bút nhé, cô ghi bằng bút cho dễ nhìn nhé. Như vậy đâu anh. Rồi. Rồi, so sánh hơn nè, mình phải có một cái quy tắc nha. Chủ từ be thì sẽ đi với tính từ. Chủ từ mà đi với động từ thường thì nó sẽ đi với trạng từ. Với trạng từ. Chuyên đề 6 so sánh. Đoàn gì á? Cái này là quy tắc nha. Quy tắc là cứ be thì tính mà động thì đi với trạng. Rồi mình có so sánh hơn là chủ từ cộng với be. Tính từ ngắn. Tính từ ngắn thì sẽ thêm er. Tính từ dài thì thêm more. Sau đó đi với dan. Ở hình dan mình có hai hình thức nha. Một, đi với tâm ngữ. Hai, đi với chủ ngữ thì sẽ đi với động từ. Cô lấy ví dụ. Cô lấy ví dụ như là anh ta mà so với tôi ấy, thì chỗ đây sẽ là me. Nhưng nếu mình muốn dùng thì chỗ này sẽ là I am. Được chưa? Nếu nó đứng một mình thì dùng tâm ngữ nhé. Còn bình thường là mình dùng danh từ thì cô không nói rồi. Bình thường là dùng danh từ thì cô không nói rồi. Nhưng nếu đang nói về người á, nói về người thì ở đây sẽ là tâm ngữ. Còn ở đây sẽ là chủ ngữ đi với động từ. Nhưng mà do ở đây có be nè, cho nên thường ở đây sẽ là to be.
Hình thức thứ hai, hình thức thứ hai là chủ ngữ sẽ đi với một động từ thường nhé, động từ thường rồi thì sẽ đi với trạng từ, và trạng từ ngắn thì rất là ít gặp nhé, nhớ trạng từ ngắn rất là ít gặp luôn. Rồi more đi với tất cả các trạng từ có ly ngoại trừ ít ly. Tương tự ha, mình có dan, một sẽ đi với tân ngữ, hai chủ ngữ đi với động từ hoặc trợ động từ nhé, động từ hoặc trợ động từ. Ví dụ như là bên này là tôi chạy, và so với anh ta thì sẽ dùng him, nhưng mà so với anh ta chạy sẽ là he run, còn so với anh ta trong quá khứ thì là động từ, là người ta sẽ dùng từ ran. Và khi cô nói là dùng trợ động từ, ví dụ như ở đây là hiện tại đơn thì trợ động từ của nó sẽ là does, trợ động từ của ran chính là từ did. Trợ động từ là những từ mà khi mà mình dùng trong hình thức câu hỏi yes no đó, thì những cái đó gọi là trợ động từ. À, cô lấy ví dụ trợ động từ của thì hiện tại là am here, à, hoặc là do does. Trợ động từ của hiện tại hoàn thành là have has. Trợ động từ của quá khứ đơn là did. Trợ động từ của tương lai là will. Trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành là had. Đây là gọi là trợ động từ. À, cô ví dụ ở đây nhé. À, anh ta so với tôi sẽ là me. À, anh ta chạy nhanh hơn tôi là me, nhưng mà anh ta chạy nhanh hơn tôi chạy sẽ là I do. Bạn nào ký xong rồi làm cho cô bài 1 trang 73. Cô ơi, hôm nay không có từ mới rồi, cô còn nhớ từ mới lắm rồi. Lát nữa các bạn nghỉ xong rồi Huy ạ, lại cô cho 100 từ mới À, nha. thực ra con chỉ hơi nhớ mang máng rồi cô ạ, chứ không phải là nhớ hẳn. Thì có thì mày ghi, thế là đang học chỗ này nhảy đi tư vấn làm sao. Mấy hôm trước vừa có xong mà. Ủa? Hả? Nhưng mà Bạn... hôm trước có ít quá. Đấy là bây giờ thích học từ mới đúng không? Con tức là không thích lắm. À, mình nhớ cái quy tắc thêm ER cho cô nè. Bình thường các bạn nhớ là cái từ sit, thì hiện tại tiếp diễn mình hay thêm là sitting đúng không? Mình sẽ đếm nhé, từ bên phải sang đây là một phụ âm, đi với một nguyên âm, sau đó đi với một phụ âm, thì khi thêm mình sẽ double lên nhá, thêm double lên, double nó lên, và nó tương tự với hình thức thêm in, và nó cũng tương tự với hình thức thêm ed luôn á. Ha, phụ âm, nguyên âm, phụ âm, tính từ phải sang trái nha, không tính từ trái sang phải. Và ví dụ cô có từ thin, từ thin mà tính từ trái sang phải là thành phụ phụ á là không được, phải là tính từ bên này sang phụ nguyên phụ thì double nó lên. Được chưa nào? Thế có phải thuyết trình cái phần so sánh hơn này không cô? Nó dùng cho so sánh hơn luôn, nó dùng cho hình thức ed nè, hình thức er nè, hình thức thêm in nè, áp dụng nhá, nó áp dụng cho hình thức đó, phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Rồi cộng thêm một phụ âm nữa rồi mới được thêm in nè, rồi mới được thêm ed, và rồi mới được thêm er. Chỗ này cô đang nói về er. Xong chưa, cô xóa cái màn hình này nha, cô xóa màn hình này nha. Nhưng khi cô viết bằng cái chữ thì nó không có vẽ được cái kiểu như thế này, phải dùng cây bút đây thì mới vẽ được. Làm hết bài này nghỉ nè, mệt rồi đúng không? Bài 1 trang 73, nhạc nam, câu 1 nè. Tôi trong bảy bạn Ở trang 73 đó, ở trang 73 quy nhầm. Rồi, cô comfortable à là ngắn hay dài dài á đây? Dài thêm gì đây? mỏ Ừ, vậy thôi. Bảo câu 2 nè.
Lot thêm error. Có e rồi thêm r ha, có e rồi thêm r. Trang câu 3 nè. Con này cô là hotter. Double T nhé. Tông có 4 nè. Con có là TNR qua. Number 5. Rồi, trường hợp đặc biệt hôm sau cô cho đi, lát cô cho về nhà đi xa nhé. À, Cô Thảo Nhi. ơi, Hả? có bốn, con tưởng là có bốn pháp phải nhất mà cô. Ủa, sao nó truyền cao hơn mắt con này vậy? Cô chưa dạy cho Nó thứ phải nhất là mà. the longest cô ạ, nó phải the longest. Cô chưa dạy mà, thôi làm đi ha. Làm đi, hôm sau cô dạy tiếp nhé. Thế nó Ok, không đúng cấu ok. trúc. Không không, ý cô bảo là cô chưa có, tại còn ít thời gian á, là cứ dùng so sánh nhất á. À, cô chưa cho ghi nhưng mà mình cũng học qua rồi đúng không? À, trên thế giới. Câu số 6. Phút nào. Con nữa cô, câu số báo cũng là it's more Câu 7 của đoàn nào. difficult. Hồ Chí Minh is the biggest city in So sánh nhé. Việt Nam. It drive more carefully than his Rồi làm hết cho cô đi. friend. She sing more beautifully in this school. Đâu 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 đâu, Paris. trong trường, trong trường, trong trường. This thing the most beautiful in this school. I read more slowly than Ok. À, thứ nhất là slowly rồi thêm more ha. Cái phần so sánh nhất hôm sau cô cho ghi nhé. Rồi bài tập về nhà nè. có phải thuyết trình cái phần so sánh hơn này không cô? Để cô xem. Này khi ít lắm. À, bài tập về nhà làm cho cô chưa cho cô. Cái so sánh nhất mình ghi cái đi ha, mình ghi so sánh nhất xong rồi mình về mình làm bài cho dễ nhé. Nhá. So sánh. Ok. Ok. Ghi một cái so sánh nhất vào rồi mới về làm. Có gì đâu, để so sánh hơn đi rồi mà. Rồi cô ghi cái hình thức này cho dễ nhìn nha. Chủ từ so sánh nhất là phải ba người ba vật trở lên nhé. Chủ từ be. À. Tính từ ngắn. Cộng với đuôi EST. Sorry, cô ghi thiếu rồi. Thêm chữ đờ ở đây nhé. Rồi. Tính từ dài sẽ là most. Cộng với tính từ dài. À, hình thức động từ, chủ từ cộng đờ. Rồi. ADV mà ngắn có một tiếng đó, thì mình sẽ thêm EST. À. Most ADV dài. Rồi có nhiêu đây thôi nào, làm gì không? Nhiêu đó à. Sớm nhất ha, ba vật. Cao nhất, đẹp nhất, thấp nhất. Đó. Rồi bài tập về nhà nào. Quay video hoạt giảng cho cô nhé, thầy cô giáo tương lai, giảng viên gì đó tương lai, hãy giảng cho tôi nghe nhé, so sánh hơn và so sánh nhất. Con giảng được có ví dụ luôn cô ạ. Rồi Có nhiều ví dụ là ok, cứ hiểu cho đúng nha. Làm cho cô bài 2. Bài 2 với bài gì nhỉ? Bài 2 với bài à? Không có cái bài nào chưa dạy. Là một bài thôi, là bài 2 thôi. Bài 2 được rồi. nếu mà con làm xong bài 2 được cô ạ. Thì thôi. Vậy nó có thời gian làm hết thì càng tốt nhé. Rồi là bài 2 thôi.
cái bài còn lại lên lớp cô cho làm tiếp được chưa nào? Mà bạn nào viết xong nghỉ nha. Goodbye class, see you. Goodbye teacher. Goodbye Good night. teacher.